Một căn nhà cao tầng trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ bốc cháy dữ dội. Lực lượng phòng cháy chữa cháy nhanh chóng có mặt dập lửa, dùng xe thang cứu hai người lớn tuổi thoát khỏi đám cháy. Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 11 tháng 11, người dân phát hiện căn nhà cao tầng trên đường Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh cháy ngùn ngụt, cột khói bốc cao. Mọi người tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. Nhận tin báo, lực lượng chữa cháy khu vực 1 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ PC07 Công an thành phố Hồ Chí Minh và đội phòng cháy chữa cháy quận 5 nhanh chóng điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy. Phát hiện có người mắc kẹt, lực lượng phòng cháy chữa cháy điều xe thang cứu hai người lớn tuổi đưa xuống đất an toàn. Đám cháy sau đó được dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng một số tài sản trong nhà bị thiêu rụi. Nguyên nhân đang được điều tra.